vâng xin kính chào quý vị khán giả xin chào các bình luận viên của chúng ta à, tuần vừa rồi thì v league đã trở lại và cũng có những câu chuyện tiếp của đội hà nội và hải phòng vẫn tiếp tục thi đấu ở champions league của afc cũng như là afc cup à, hà nội mặc dù là có đầu tư khá là mạnh mẽ và dành rất là nhiều suất ngoại binh để thi đấu các trận đấu của champions league lần này thế nhưng mà kết quả cũng không được ý à, trận vừa rồi chúng ta đá với vũ hán tam chấn là đội bóng mà được đánh giá là thấp hơn hai đối thủ kia đúng không? hai đối thủ đến từ nhật bản và hàn quốc à, thì hà nội lại bị mất người sớm quá mất ngay phút thứ tư thứ năm thì đấy nhỉ nên là thu hai một thì cũng coi là chấp nhận được và thực sự là chúng ta cũng chờ mong là xem là cái trận lượt về với đội bóng này là chúng ta sẽ đá thế nào cũng hơi tiếc anh tùng ạ hơi tiếc cho cho hà nội đúng là tiếc thật bởi vì là có vẻ như chúng ta đã đến gần hơn một cái kết quả mà tích cực rồi nhưng mà cái việc mất người khiến cho cái kế hoạch nó bị đổ vỡ nhưng nhìn như thế thì có thể thấy rằng là hà nội vẫn có thể có những cái, cái, cái mục tiêu gần để có thể phấn đấu còn nhìn xa lên thì đúng là sau một quãng thời gian chúng ta không được tham dự ở vào một cái bảng đấu mà nó toàn những đại diện ưu tú đẳng, đẳng cấp nhất ưu ừ. tú nhất của khu vực đông bắc á thì chúng ta thấy là cái khoảng cách giữa cái mong muốn của chúng ta và cái thực tế là nó vẫn còn rất là xa và chúng ta sẽ còn phải phấn đấu rất là nhiều Ừ, nói thì cái câu này nó mang tính chất là hết sức là giáo điều nó hết sức là gọi là xưa cũ nhưng mà quả thật nó như thế bóng đá nó là một cái quá trình tích lũy và nhìn sang cái giải đấu này ở cái cấp độ hay nhất của châu âu ấy chúng ta thấy rằng là những cái quốc gia mà lâu lâu không được tham dự hoặc những cái đội bóng lâu lâu không được tham dự ấy người ta luôn luôn nhìn họ với một cái con mắt nó rất là khác và họ cần phải có một quá trình để 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 nạp lại cái cái kiến thức, cái kinh nghiệm, trải nghiệm ở cái cái giải đấu nó bao giờ nó cũng là chất nhất này. thế nên là tôi nghĩ là với Hà Nội một trong những đội bóng hay nhất của đá Việt Nam trong cả chục năm qua thì cái va vấp này nếu có nó cũng là bình thường thôi và nó là một cái quá trình tích lũy và nếu như chúng ta còn 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 có thể quay trở lại thì tôi tin rằng là đây là những cái bài học rất là giá trị để chúng ta uh, gọi là thay đổi được cái 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 vị thế của mình khi chơi ở cái đấu trường của châu Á. hơi đáng tiếc một chút là họ cũng có khá là nhiều ngoại binh thế nhưng mà những sai lầm cá nhân của ngoại binh ấy cũng đã đóng góp khá lớn vào những cái thất bại. Đặc biệt ví dụ trận đầu tiên thì anh Latarlec Lê nhỉ, chứ là canh này là là ngày xưa là là, là em hay anh gì giai của cái em Anthony Latarlec Lê ấy. Em là đá Liverpool ấy. Em, em đấy, đấy. Ừ. thì uh, lại một là đá phản lưới nhà, xong trận thứ sau thì lại phạm quả Văn Đền. Còn ngày hôm qua rồi à? thì lại uh, một uh, hậu vệ trung vệ khác thì lại là bị đuổi người. người. Yeah, thì, thì bị thẻ đỏ ngay đầu, đầu trận đã bị đầu cái thẻ đỏ không, không hết, kế không, không hết kế hoạch quá hết kế hoạch luôn ừ. còn hải phòng thì lại có kết quả mà tốt cả căn bản là vì đối thủ nó cũng vừa tầm hơn đúng không đối đồng kết đồng hạng malaysia ừ. hải phòng sau khi không vượt qua được cái sơ loại afc champions league thì tôi nghĩ là cái kiểu hải phòng xuống thi đấu ở cúp afc là rất là vừa tầm mà họ cũng là một đội bóng có những cầu thủ kinh nghiệm và và lãnh đạo lại máu me tức là người dân Hải Phòng đứng đằng sau và chủ tịch câu lạc bộ là luôn luôn muốn chứng tỏ là Hải Phòng phải làm được cái gì đó không chỉ ở Việt Nam. Thành ra là các trận sân khách của họ, cổ cũng đi theo để mà tạo một cái động lực và họ quyết tâm có thể vượt qua vòng bảng. Có một đối thủ malaysia là Sabah này, một đối thủ chỉ của Indo nữa đúng không nhỉ? Indonesia và, đúng, các Singapore, Singapore. Đúng rồi. Nghĩa là là rất là vừa tập. Ừ. Nó nhìn từ cái giải đấu đó nhìn sang cái 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 cúp C1 châu Á tức là Champions League, AFC chúng ta thấy rằng là nó khoảng cái, cách lớn lớn quá. Tầm vóc Ừ. Thì tầm vóc đây là nó phải đầu tiên là từ cái chuyện là thể hình thể lực đúng không? Đến cho đến cái tầm vóc ừ, là, là, là tầm vóc nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. Nghĩa đen cái bóng là đầy đủ luôn. Ừ. Ừ. Chơi với những cái đội ở trên kia là họ cứ cái cứ cái gì mà nó hay nhất, cái gì mạnh nhất ý, thì họ đem ra họ dùng đấy là chúng ta rất mệt, rất khó và, và trong quá khứ khi mà chúng ta nhìn lại lịch sử thực ra mà nói là cũng chưa có đội bóng nào của, của Việt Nam chúng ta chơi ở cái đấu trường AFC Champions League mà mà có được nhiều cái kết quả thực sự là hợp lý khi gặp những đội bóng Đông Bắc Á cả. Nếu có những trận thắng, nếu có những trận đấu đâu đó mà gọi là nhìn nhìn nó nó, nó trông nó coi được ấy, thì đều hẳn chất là đều đá với những đội ở khu Đông Nam Á cả. Ừ. Ví dụ như là Indonesia, ví dụ như là thậm chí là một chút với Thái Lan chứ còn cứ đá với đông bắc á thì nhẹ thì cứ khoảng một hai quả mà nhiều thì có thể đến mười mấy quả đã từng xuất hiện rồi thế thì ta mới nói rằng là trong một diễn đoàn này này chúng tôi cũng đã từng đề cập đến việc là ừ. chúng ta xem thích nhất là cái hiệp một cái trận hà nội đá với lỗ năng sân đông đấy yeah. nhưng đấy là trận playoff thế thôi. đấy, ý, ý nhưng mà ý tôi nói đấy ý đang nhắc đến cái câu chuyện về 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 là đối thủ ở đông bắc á ừ. nghĩa là trung quốc hàn quốc nhật bản nghĩa là trận đấu đấy là đội hà nội chơi cực hay ở hiệp một sau đó thì mới 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 thua hiệp hai đấy thì... tôi nghĩ rằng là trình độ thực ra trình độ cả những đội bóng thuộc lại tốc đầu việt nam chúng ta chỉ chỉ hợp với cả fc cup thôi chứ còn uh, fc champions league là một cái thế giới hoàn toàn khác và cái sự chênh lệch của hai cúp này ví dụ so với cả uh, europa league hoặc là champions league thì chúng ta không thấy cái sự coi như là cách biệt nó lớn đến như thế Euro, europa league vẫn có những đội uh, lớn vẫn có những cái thứ chất lượng bóng đá chất lượng đỉnh cao luôn để chơi với nhau nhưng mà đây là một cái thứ gì đến đấy nó hoàn toàn khác và có lẽ tôi nghĩ không chỉ là câu chuyện về việc là châu á là châu lục lớn nhất thế giới ở các cái điểm thi đấu nó quá xa đâm ra phải chia bảng đến, đến như vậy mà tôi nghĩ đây còn là sự khác biệt về về trình độ phát triển bóng đá nữa. Và những câu chuyện theo kiểu kiểu như là chúng ta có thể gây ra được một cái điều gì bất ngờ một cái điều gì gọi là kỳ lạ ở các cúp như thế này không? So với những đội bóng nhỏ ở ở Champions League hoặc là ở Europa League tôi nghĩ là rất là khó, rất là rất cực khó. kỳ khó Đúng không mà. Mà. Tôi cho rằng là đá với Trung Quốc thì hôm này là vẫn có cửa giành điểm. Thì chúng ta đá vẫn tốt với cụ thể như quốc trận quốc đấu vừa quốc. rồi mất người như vậy nhưng mà cũng ghi được bàn thắng và và vào đến những thời điểm cuối cùng mới có cơ hội để xem bằng tỷ số hai đều mà. Đá với 9 người vẫn với có 9 không, người đúng nhưng rồi. mà chúng ta cũng kém may mắn nghe bỏ lỡ. Tôi nghĩ rằng trận lượt về ở Mỹ Đình gặp Vũ Hán là đáng xem đấy. Đấy mình sân chúng nhà. Chúng ta rất trông đợi. chờ một trận đấu còn những cái trận mà gặp hai đối thủ mạnh kia thì, thì thật là Hà nội cũng không có cửa để 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 đi vào vào vòng trong đâu. Thực ra Như... cái bảng này khó lắm nhá. Bởi vì là này chỉ có một đội được đi thôi. Đúng rồi, quá khó luôn. Đấy, đấy nhưng mà mà năm nay Champions League của nó cũng hay nhỉ và Ronaldo vẫn tỏa sáng Để đều đặn đều đều. À. Mỗi hơi tiếc là ông Neymar, nhà ông chấn thương à. quả nặng quá và bây giờ nhưng mà quả thật cái ông này ông ấy bị 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 cái chấn thương nó hành hạ quá lâu. Người ta có thống kê rằng là trong uh, mấy mùa vừa qua thì đến ông nghỉ đến 630 ngày đấy vì chấn thương. À. Thế có nhìn nghỉ 2 năm. Thì đúng rồi, Đèn ừ. Rất đẹp từ lúc cái cũng... chuyển sang uh, Paris đấy. Tôi nghĩ, nghĩ khủng là cũng khiếp từ, thời gian từ vấn đề sinh hoạt của anh ấy ừ. ảnh hưởng chứ. Nói vậy chứ thể chất có thể tốt nhưng mà đến lúc mà anh gặp phải vấn đề gì đó thì cái đề kháng do cái sinh hoạt tích lũy của anh nó sẽ bị ảnh hưởng và anh thường mỉ là bị lâu lắm đối thứ nữa thì khó lắm và phải nghỉ đến đến tám chín tháng. Thế mà là mấy ông à không biết mọi người cứ cũng đăng báo nói rằng là uh, ông nghỉ thế nhưng mà đội kia vẫn phải trả lương bình thường. Mà chờ, lương lương thì không bảo lương cao lắm, lương cao Mới thì hợp đồng đã càng như càng vậy khó. thôi. Thực à. ra nói là gì càng khó bởi vì các cầu thủ người Brazil chúng ta biết rằng là họ có một cái lối sinh hoạt nó tương đối là phóng túng à, và những cái bữa tiệc tùng ấy, thì nó là kẻ thù của những cái chấn thương đầu gối. Đầu, chấn thương khác thì cũng đã là có thể nhưng mà với cái chấn thương đầu gối ấy, thì nó 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 sẽ gọi là dễ bị nặng hơn và nếu như từ bên trái rồi thì có thể sang cả bên phải nữa. Ừ. thì là nó, nó rất là khổ chúng ta biết là trong quá khứ ở bóng đá Việt Nam thôi nó có những có những người là đã bị những cái chấn thương từ đầu gối từ bên chân nọ sang chân kia và là kết thúc luôn cả cái sự nghiệp thi đấu của Thực mình. Thực ra cái chằng chéo đầu gối là là rất nặng trong trong bóng đá rồi là, là thuộc loại là một trong những chấn thương sợ nhất của các cầu thủ, cái cái cái, cái chằng chéo nhỉ. đúng chân rồi. cường độ hoạt động cao và ừ. chân kia lại phải trụ cho chân này thì đến lúc chân kia cũng hư luôn đấy ừ. thành yếu cả cả hai chân. Uh, thế thì uh, ngược lại với Neymar là Ronaldo Thì anh ấy lo cho sức khỏe của anh ấy Khi mà nó chưa xảy ra cái gì cả thì <laughs> anh đã lo rồi uh, Chúng ta thấy là 4-5 năm nay là người anh đã sắt lại Tức là nếu mà bình thường nhìn anh ở ngoài bên ngoài Thì chúng ta sẽ thấy rằng là không có, cần thiết, nhỉ? có cần, cần thiết phải gầy thế này không? Đúng nhìn rồi. đến mức khắc khổ mà U, U40 mà sao khắc khổ Và thậm chí có biểu hiện hom em nữa nhưng mà đấy là những cái anh lo lắng để mà tất cả nó như một khối thép nó tránh ừ. những chấn thương và vì anh đã nghĩ đến cái việc rằng là anh sẽ chơi đến bóng bóng đến qua cái tuổi 40 mà 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 để chơi được như thế và ở cái tuổi này 38 ba tám rồi đúng không ạ ba rồi ba tám chín rồi có nghĩa rằng là anh ý thức cái chuyện đó nên anh rèn luyện từ khi rất trẻ đúng không? nó phải là quá trình tích lũy chứ không phải là à, tôi muốn đá đến 40 thì 30 tôi mới, mới, mới luyện không phải, đúng không? Đúng không phải luyện và luyện anh không giấu giếm ví dụ anh không giấu giếm khẩu phần ăn như nào anh không giấu giếm ừ. chế độ tập của anh như nào nhưng mà chúng ta nhìn thấy chúng ta bảo chúng ta không bao giờ làm được điều này bởi vì đấy chỉ có thể là Ronaldo thôi. Bia rượu thuốc lá là, là đương nhiên không rồi đúng không? Euro 2024 chúng ta sẽ tiếp tục được xem anh thi đấu. Thực ra năm ngoái khi mà đội tuyển Bồ Đào Nha bị loại, xong rồi anh ấy rời sân anh khóc lóc như thế. Tôi nghĩ bảo thôi chắc không bao giờ được xem anh trên đỉnh cao nữa. Nhưng hóa ra là 2024 vẫn có mặt và chưa biết chừng, anh ấy nói đấy. kế hoạch của anh là 26. Đấy, mươi kế thì anh, là tuổi rồi. Kế hoạch của anh là có mặt tại World Cup 2026. Đúng. Còn Euro nó là đương nhiên nó là trên cái đường đi đấy. Đúng, là, thì là đã từng rồi. có một Rosemilla rồi. Đúng rồi. Thì giờ anh ấy sẽ phải một R khác thì ừ. là. Mà Rosemilla là người ta nói rằng là vào cái thời điểm anh đá Italia 90 là cái tuổi thật của anh nó còn cao hơn như thế. Ừ, hờ, không phải chỉ 42. Đâu. <cười> à. <cười> <cười> nhưng mà phải nói uh, gần đây Ronaldo ghi những bàn thắng làm chúng ta nhớ lại thời thanh xuân của anh. Đúng rồi, rất đẹp. Đấy, những cái quả thắng cũng rất thăng hoa. Đá phạt rồi là vô lê bóng sống bằng chân trái luôn. Ừ. Thì phải nói đấy là con người nói bao nhiêu lời khen ngợi cũng không đủ ừ, nữa. Ua, quá đặc biệt. Thôi chúng ta đến với V-League thì chúng ta đã trải qua những cái trận đấu đầu tiên của vòng đấu thứ nhất, à, rất nhiều kết quả hòa, cũng qua đã có kết quả thắng lợi nhưng mà khá nhiều kết quả hòa và các trận đấu đã diễn ra rồi với là một cái cái gọi là đây là một cái mùa giải có tính lịch sử thì cũng đúng đấy, bởi vì nó như là một cái mùa giải đầu tiên mà chúng ta thi đấu phù hợp với hệ thống thi đấu quốc tế với FIFA, với lịch thi đấu của FIFA, có nghỉ của FIFA đây do đội tuyển tập trung rồi tham gia các giải đấu khác nữa. À, mùa bóng thì vắt từ năm này sang năm sau, đúng không? và đã đủ hai đã đủ 20 mấy vòng nhỉ? Hai mươi sáu vòng đấu, đã đủ 26 vòng đấu. Thực ra thì trước Covid thì vẫn có cái format này rồi nhưng có cái là Covid thì phải thay đổi thôi. bây Giờ quay trở lại à, và các đội bóng cũng thể hiện Va được áp dụng à, và cũng có rất nhiều ý kiến vì chúng ta cũng thông cảm giờ, chứ, lần trước chúng ta đã nói về Va có mời cả trọng anh Kiên trọng tài đến nói chuyện đúng không? thì chúng ta cũng biết rằng là Va Việt Nam chúng ta thì vẫn là dùng tín hiệu của của truyền hình của chúng ta tức là đây là va kiểu Việt Nam đây là va của và kiểu Việt tín Nam của tín hiệu của truyền hình và tín hiệu truyền hình thì thật lòng mà nói thì có rất nhiều trận thì với trang thiết bị đầy đủ của chúng ta làm rất là tốt nhưng cũng có nhiều nơi nhiều khu vực nhiều sân nhiều trận đấu là cũng không được tốt như thế một là trang thiết bị hai là về lực lượng con người bởi vì cái này nó phải hai thứ kết hợp với nhau con người mà giỏi thì thì mà trang thiết bị thiếu thì nó cũng khó làm hay nhưng mà thiết bị có đầy đủ mà con người đạo diễn để quay phim làm tốt thì cũng sẽ không đủ được cái góc hình ảnh để 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 cho va xử lý và có vẻ như là những điều này đang diễn ra ở một số trận đấu vừa rồi tại V League các góc độ tôi nghĩ là những cái tình huống mà trọng tài phải xử lý đến năm bảy phút thì hầu hết nó đều là do góc máy nó không thật rõ tôi chưa thấy một pha xử lý va của nào của chúng ta là dưới 6 phút cả đúng không nếu mà nó thì rõ rồi thì, thì đương có. nhiên là, là là dễ xem tức là họ cứ phải xem đi xem phải lại xem như thế này lại và cái góc để... máy nó vẫn chỉ có thế. Nó chỉ có thế. Và Đó. nếu như có rất nhiều góc máy như kiểu của World Cup, nếu không nói đâu xa, uh, giải Tây Ban Nha, giải Anh, giải Ý thì họ có rất nhiều các góc quay khác nhau. Bây giờ khán giả được xem như thế nào và khán giả có có thể tỏ ra là nghi ngờ về tình huống này thì trọng tài cũng chỉ được xem tất cả những tình huống như vậy thành ra là tôi nghĩ rằng là đây cũng là một điều rất là khó. Đấy là điều thứ nhất, thứ hai là số trận mà có va trong tổng số trận của một vòng đấu là không nhiều. Và anh Vũ Tiến Thành anh có một cái ý kiến rằng là tại sao các trận đấu của các đội trong Nam ấy lại không có va, tức là đấy cũng lại thêm một thêm một vấn đề nữa. Đương nhiên chúng ta đang thiếu xe va như thế này, nhưng mà nó cũng đặt ra vấn đề là vậy thì đây là vấn đề của công bằng của va đó. Nó phải có ở các địa phương khác nữa chứ, như đúng do không? điều kiện do điều kiện chúng ta không Và và tôi nghĩ là sau cái vòng 1 này rất nhiều các vòng sau nó sẽ sinh ra một câu chuyện nữa tức là ở những trận đấu không có va ấy số, số lượng những tranh cãi nó sẽ tục, tiếp tục tăng lên và người ta và người ta sẽ có một tâm lý là phụ thuộc phụ thuộc vào va nhưng va ở phiên bản của V-League như này có khi nó còn gây tranh cãi nhiều hơn là nhiều hơn là không có va nữa không cũng có nhiều trận thì chúng ta có những góc máy đầy đủ tốt thì dễ xử lý còn có những trận thì quả thật là vì chúng ta làm trong ngành chúng ta biết không phải trận nào cũng có cái đều đặn cái trang thiết bị như vậy là rồi. chúng ta sẽ có 4 trận một vòng có va bởi vì chúng ta có hai cái xe va có nghĩa tôi hiểu là mà lịch thì đang lịch giải ra Lịch là giải ra trong ba ngày thì có nghĩa là cái hai cái xe đấy nó sẽ gọi là vận hành một cách gọi là là là, <laughs> xuất. là gối đầu để mà gọi là chạy trận ở sân đội sân kia nhưng xu hướng thì nó sẽ không vào trong nam được vì di, Đúng di, không? di chuyển xa quá vì thời gian xa như thế quãng đường như thế thì sẽ khó à. và điều kiện của chúng ta cho đến lúc này thì chúng ta vẫn còn nên nhớ rằng là FIFA cho phép chúng ta là đang ở giai đoạn thử nghiệm mùa trước là thử nghiệm và bây giờ vẫn là thử nghiệm chứ không có nghĩa là đã áp dụng một cái chính thức áp dụng chính thức có nghĩa là tiêu chuẩn trận đấu nào cũng phải có áp dụng chính thức có nghĩa là tất cả mọi cái nó phải ra ngang ra phải đạt được cái chuẩn quốc tế. Còn bây giờ cái chuẩn của chúng ta nó vẫn đang ở cái, cái tầm gọi là thử nghiệm mà thôi. Thì có nghĩa là nó có thể bị dừng lại bất cứ lúc nào nếu như chúng ta làm làm không đảm bảo. Và Đấy. các anh đừng quên rằng nhé, những sự kiện lớn ví dụ như vừa rồi là World Cup thì người ta mới dùng đến cái gọi là công nghệ công nghệ bắt việt vị bán chủ động, đúng không? Nghĩa là cái đầu tư của việc ấy nó khác với cả các cái phần mềm hiện nay đang dùng của VA giống như tôi đang xem giải ngoại Anh nhé khác đấy. Bởi vì sao? Cái cái lượng máy quay, rồi lượng uh, chụp từ trên xuống rồi vân vân các góc ấy là nó phải đa dạng hơn rất là nhiều và và nó đòi hỏi nhiều thứ hơn. Ngay cả Premier League bây giờ cũng đang nghiên cứu là 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 tới đây mới áp dụng cái đấy. Nghĩa là nó sẽ phải có có đầu tư đầu tư thêm. Sự và kiện lớn trình. như là World Cup bởi vì nó làm sự kiện lớn nên là người ta làm ở đó vì rất nhiều tiền thế nên đừng đừng quên về đấy hoặc là như là Champions League chẳng hạn, một giải mà nó có 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 cái nguồn thu rất là lớn và nó không phải là tuần nào cũng có. Đúng không? Nghĩa là nó vẫn có cái cách ra. Đó, đầu tư lớn mà. Do vậy là bây giờ chúng ta ở đây chúng ta còn đang ở thử nghiệm một cái gọi là cái cơ bản nhất của va thôi. Và vẫn là phải lấy tín hiệu tiền hội truyền hình chứ không có những cái tín hiệu riêng được cho cho, 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 cho chúng ta, cho, cho ta cũng VA. nên thông cảm, tức là từng bước một mùa trước là hai trận một vòng mùa này lên 4, 4 trận là cả một sự cố gắng thành ra nói vậy thôi chứ thêm trận là lực lượng nó giải ra và chi phí cao hơn năm ngoái thì không gặp phải tình huống nào mà gần gợn cả gần như người xem truyền hình là xem cái tinh là biết ngay nhưng năm nay là ngay vào một đã có những cái pha mà thực ra là phải về đi về lại và nhiều khi phải bằng một cái phán đoán nghề nghiệp thì mới mới ra được Đấy thì và thế nếu thế thì chúng ta cũng cần phải rõ với nhau thế này này đến khi mà chúng ta xem truyền hình ấy, mà chúng ta cũng đã quay chậm lại rồi mà chúng ta còn nhìn không rõ ấy, thì chúng ta phải hiểu phải tin với với, với đội ngũ trọng tài cả va lãnh trợ lý va và, và trọng tài chính nữa anh nghĩ là còn về đi về lại cơ mà chứ khán giả truyền hình là chúng ta chỉ xem cái góc quay chậm lại thôi một vài lần rồi thôi một hai lần rồi lại thôi đúng không còn người ta đi xem về đi về lại có nghĩa là về mặt lý thuyết là họ xem kỹ hơn chúng ta do vậy và từ đó nên tôi suy ra rằng là quyết định nó có vẻ nó có nhiều căn cứ hơn là là cái cảm nhận của khán giả cái đây chúng ta phải đồng ý với nhau phải thống nhất với nhau là như thế đúng không Đương bao nhiên chúng ta xem đi xem lại chỉ, thì cảm nhận nó phải đúng hơn chỉ có điều là bao giờ cái đội mà bị nhận những cái quyết định nó có thiệt nó, nó thiệt đấy. thì nó sẽ ở ừ, mức thoải mái ở ừ, mức, mức đấy mức đấy mức cái chuyện đấy là chuyện bình thường thôi thôi cái gì nó cũng phải có cái bước đi từ từ ờ, chứ bây giờ ai cũng muốn là là xe pha nó phải bảy cái cơ thì để mỗi <laughs> vòng đấu còn hạng nhất nữa cơ. đúng không ông năm cái được rồi ừ, chỉ năm cái xong chạy <laughs> chạy được rồi đúng không có một, 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 hai cái ở khu vực miền Nam xong uh, ba cái vùng miền Bắc còn miền Trung thì có thể điều một trong cái địa điểm đó ra nhưng bây giờ nó là tiền. Đúng rồi. Nó là tiền. Nên, nó là cho nên cho nên như anh Huy nói là chúng ta phải thông cảm là đúng và nếu như công nghệ truyền hình nó chỉ đến mức đấy, có nghĩa là gì? Nếu như khán giả được xem quay đi quay chậm lại hai đến ba lần một cái gì đấy mà chúng ta ngay từ đầu chúng ta xem chúng ta chưa nhìn thấy rõ, vậy thì chúng ta tưởng tượng xem là cái vị trọng tài chính thì họ phải mất rất nhiều thời gian bởi vì họ cũng xem lại những cái không rõ như chúng ta ừ, và lúc yeah. đấy họ sẽ phải đưa ra những 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 giả định, những phán đoán cho nên đây lại là yếu tố liên ừ. quan đến con người họ vẫn xem va đấy nhưng va kiểu việt nam cho nên là họ vẫn có thể đưa ra các, quyết định sai Ừ, thôi thì và chúng ta cũng đành phải chấp nhận ờ, nhưng cái sai này sau khi đã được xem lại rồi thì cái tính thuyết phục nó 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 cứ về quyết định đấy nó sẽ cao hơn bởi vì tôi đã đây xem đi xem lại rồi mà nó còn nó chỉ được <laughs> đến, đến thế, thôi, thì tôi quyết định như thế một anh đành phải chấp nhận chứ còn ngày trước là không có va thì à, nó ở mức là sẽ ở mức nó cứ, cứ thế mãi thôi đấy, ngày thì xưa có... là nó có cái tình huống là trọng tài không có căn cứ không được xem lại thì có những cái mà cả tất cả mọi người cả làng đều nhìn thấy thì ông ấy không nhìn thấy. Ừ, còn bây thì giờ xem lại, lại là, rồi bây, giờ có bây giờ nhìn thấy mà cả làng nhìn thấy rồi mà tôi nhìn thấy là ok nhá. nhưng bây giờ có những cái mà tất cả mọi người cùng nhìn lên đều khó khăn ừ. thì cái quyết định của trọng tài lúc đấy là chúng ta buộc phải phải tin tưởng vào cái quyết định của trọng tài thôi. đúng rồi ừ. và nói thật và nói thật cay những cái tình huống kiểu như việt vị thì ở ờ, tôi kẻ kẻ rồi chúng ta tin được phần mềm đúng không? nó có cái đường kẻ đằng kia thì thôi như thế nó, mà thậm chí như thế nó vẫn còn có cái tranh cãi. Thì bây giờ có những tình huống kiểu như là đặc đặc biệt là handball, bóng chạm tay. Đúng không? Nó bao nhiêu FIFA rồi các thứ cũng đặt ra bao nhiêu tình huống nhưng mà nó cũng không hết được tất cả các tình huống trong trong một cái trận đấu cả. Nó nó có thể ra còn thế nào là chủ động thuê bóng. giống như mấy cái ở ngoại giải Hoàng Anh chúng ta cái tình huống mà Manu đá với cả Tottenham à. Có một pha mà đá cũng răng răng tay của anh gì đấy. Anh Ganacho đá vào vào cái tay của anh, Romero phải. Romero chẳng hạn. Thì như thế thì là hồi đấy trọng tài không bắt phải để. Nhưng hôm rồi thì đá trận Liverpool với cả uh, uh Everton Everton thì cũng giang tay và bắt phải đẹp Tay tự nhiên hay không tự nhiên <laughs> Thì cái đấy là cái <laughs> mà Khái niệm tự nhiên bây giờ không còn đâu là... Bây giờ bây giờ một là ông chủ động chơi bóng hoặc à. tôi đánh giá ông như thế là bây chủ giờ chỉ động. là chủ động hay không chủ động à. chơi bóng thôi phải thành ra là bây giờ thì thực ra tự nhiên hay không tự nhiên thì cũng là chơi hay không chơi đấy bản ừ. thân là như vậy nhưng mà thay đổi về về ngôn từ thôi và và như thế này nhé một tình huống nữa nếu mà tay không không quá rộng mà ở khoảng cách gần mà đá vào người ta sẽ không bắt nhưng thế nào là gần thì lại phải là do gần những... hoặc bị bật lên chẳng hạn à không bật, bật lên, lên là đương là nhiên khác. rồi nếu mà anh chủ động chơi bóng anh đá quả bóng mà anh phá bóng nhá anh đá bóng mà bật vào tay anh thì anh bị phạt đền nhưng mà trong đối phương nó đá vào anh nó nảy vào đây xong nảy vào đây, đây thì, thì sẽ thì không, không không phạt đền vì ông đã chơi bóng vì, vì vì đấy thế thì tôi mới nói rằng là nhưng mà người ta cũng quy định là nếu mà khoảng cách gần quá mà đá vào tay thì không phạt đền nhưng thế nào là gần thì phải là do cái ông trọng tài đúng rồi, đấy. đó lại là, à, là vấn đề con người rồi ừ, thế nó cuối cùng cái tự vẫn nhiên nó tự người. nhiên nó có cái chỗ là như này ví dụ như là chúng ta đang ngã trên sân ấy mà chúng ta lấy tay chúng ta chống ấy thì ừ. đấy là cái chế đấy tự, tự nhiên, nhiên phản xạ tự nhiên bản ừ. năng đúng rồi ừ. thế thì, nhưng mà thôi có tranh cãi thế thì báo chí mới có việc mạng xã hội mới có cái để tranh luận Chứ cái gì nó cũng chính xác hết cả thì nó cũng khó mà mà tôi, tôi, còn con người là con tranh cãi <laughs> tôi lại nhớ đến những cái năm ngày trước ấy là mỗi một sân bóng là có bốn camera của địa phương tức là hai bên uh, kỹ, kỹ thuật. hai chỗ việt vị <laughs> là sau của môn mấy cái băng VSS đấy mà thực ra truyền hình chúng ta có những pha bóng mà chúng ta cũng phải đi mượn lại cái ban đấy ừ. cái băng đấy để mà mổ xẻ Bởi đấy vì chúng ta truyền hình chúng ta không có đủ trang thiết bị không đủ nhưng mà bây giờ tôi lại nghĩ đến cái việc mà mỗi một sân huy động bốn cái góc máy mà chúng ta cảm thấy đấy là những nơi sung yếu mà truyền hình không với tới thì ừ. cũng hay đấy tức là ừ mỗi sân sẽ có bốn cái góc máy kỹ thuật nối kết nối với cả tổ va. Coi ừ. như là tổ va sẽ có thêm như những đấy máy. Đấy, dạ, lại cũng là câu chuyện cái là kết nối được Nó là kết nối nhưng <laughs> vấn đề là nó vẫn là, là chi phí. Bốn ừ. cái máy đấy nếu như chúng ta chỉ để làm gọi là fix cái máy lại để nộp cho bằng kỹ thuật cho liên đoàn ấy thì chi phí nó nó ở mức độ rất là, là hợp lý là, là đơn giản thế nhưng bây giờ rồi. mà kết nối với cái xe va chi phí nó khác, khác rồi là câu chuyện rất khác thì <laughs> câu chuyện đấy có thể giao cho ban tổ chức của sân mỗi một sân và có thể huy động các đại truyền hình địa phương <cười> <cười> nhưng anh em mà cũng quay được không nhưng mà báo cáo anh huy là như thế vẫn phải có tiền <laughs> anh em đi làm nó vẫn có tiền là có lương nhưng làm sao mà anh bảo vs <laughs> thì, thì, à, cái định mức kiểu đấy nó phải nhẹ gấp gấp rưỡi lên đúng gấp ơi, đôi lên không có gì và thứ hai là cái thiết bị để quay ngày trước đây chúng ta có thể hiểu là vss vô tư nhưng bây giờ cái 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 để đảm bảo ôm được cái 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 khoảng sân đấy với cái tiêu chuẩn mà chúng ta xem được và phục vụ cho công tác gọi là 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 soi cứu cho nó chuẩn ấy, thì tiêu chuẩn nó phải khác và rồi. lại tiền thôi nên là nó nó không đơn giản tí nào cả ừ. thôi vậy cuối cùng vẫn là đầu tiên là tiền đầu đó thôi đến vừa rồi chúng có đề xuất có có cái đề cử có bóng có bóng vàng nhưng bóng vàng năm nay thì có ai nổi trội không như anh nhỉ chắc lại vẫn mấy cái tên cũ. Hoàng năm 2023 này à... là một năm mà tôi thấy về vòng đội, 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 đội tuyển quốc gia toàn là những thử nghiệm. Toàn là những thử nghiệm chúng ta không có những giải đấu thực sự lớn nào để có thể ừ. so sánh và toàn những cái giải đấu kiểu U23 chẳng hạn. Rồi rồi giải vô địch quốc gia, giải vô địch quốc gia thì đội đương kim vô địch chúng ta đội đương kim vô địch chúng ta nhìn câu Hà Nội có ai thực sự là nổi? Bởi vì đấy không phải là một đội bóng, đấy chỉ là một đội bóng của tập hợp của các ngôi sao chứ còn các ngôi sao thực sự của họ lại không thực sự nổi trội. Đấy, tâm ra cái... tôi nghĩ là quanh quanh luẩn quẩn vẫn chỉ vài cái tên cũ thôi à quanh thôi nhưng đến cái đoạn đấy chúng ta sẽ bàn kỹ hơn yeah. nhỉ. tôi nghĩ là vẫn có Hoàng Đức là tôi thấy là là, là, là tốt. À, Hoàng Đức là cầu thủ xuất nhất V League và cơ bản đá đội tuyển thì trong ừ. cả những trận đấu đội tuyển bị chê và kể cả anh ấy mắc lỗi thì anh vẫn là người đá có đường nét Vâng. Bởi vì là trong một năm mà chúng ta chủ yếu có những hoạt động quốc nội, của giải các giải quốc, quốc gia cũng như là cúp thì những người mà có cái ảnh hưởng lớn ở những cái đấu trường đấy, người ta sẽ có được một cái ưu thế và Hoàng Đức là người chơi hay nhất của V-League 2023. À, chưa Đúng kể nên. là những cái trận đấu gần nhất, những cái trận đấu mà đội tuyển mà mà những trận đấu mà quan trọng, cho dù là đào tạo đã tập ấy, thì có thua thì trong cái trận thua đấy, trong cái thế trận thua đấy thì Hoàng Đức vẫn là người có phần nổi lên cho với những cái phẩm chất của mình thì tôi nghĩ rằng đấy, đấy là những cái lợi thế. Một ứng cử viên sáng à, đó Bên không? cạnh đó thì sẽ có một số những cầu thủ khác, những người đã chơi tốt ở giải vô địch quốc gia. hơi tiếc cho trường hợp của Văn Quyết một chút bởi vì anh ấy đang ở trong cái, cái, cái giai đoạn mà có cái án treo giò nhưng bây giờ là cái, cái 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 thành tích mà anh ấy chơi được ở ở Hà Nội ấy, là nó không được tính, nó không được xếp vào cái nhóm mà để gọi là đề cử và đấy là một điều đáng tiếc. Nhưng vẫn còn những con người khác, à, tôi nghĩ là có thể có những cơ hội cho những cầu thủ phòng ngự chẳng hạn. Ví dụ như trường hợp của Quế Ngọc Hải khi quay trở lại sông Lam nghệ An, anh ấy chơi không tệ đúng không ạ thủ môn là Trần Nguyên Mạnh chẳng hạn, Đặng Văn Lâm chẳng hạn, giai đoạn vừa rồi các anh ấy đã chơi ở V-League chơi rất hay. Tôi nghĩ rằng đó chính là những cái cách ghi nhận bởi vì bản chất quả bóng vàng là ghi nhận cái quá trình đóng góp, quá trình cống hiến trong một năm. Thế nên là hãy 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 sử dụng tất cả những cái dữ liệu cần thiết. Còn đội tuyển quốc gia đương nhiên có nhưng trong năm vừa rồi chúng ta không có những cái hoạt động của đội tuyển quốc gia lớn thì nó sẽ có những cái gần đây nhất ví dụ như là cái đợt tập huấn vừa rồi trong tháng 10 và quan trọng là trong hai cái trận tới tháng, tháng 11 và đó sẽ là cái sức đạn ví dụ như những người mà sẽ chơi ở trong cái trận đấu đấy người ta chơi tốt thì cái 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 việc mà anh em báo chí anh em và nó lại gần vào cái ngày bầu chọn rồi chứ. thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đấy ừ, rồi. rồi cảm ơn canh, anh Thôi, chúng ta sẽ nói về V League vòng 2 đi vòng 2 thì có các trận đấu này Việt Tên với Thanh Hóa Thanh Hóa thì vừa mới thắng Việt Tên ở trận chung kết cúp quốc gia Đúng không? bây giờ gặp lại Việt Tên đá sân nhà thì liệu liệu anh 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 Tùng có cho rằng Việt Tên sẽ sẽ trả được cái món nợ này không? Tôi nghĩ rằng là Việt Tên trận đầu tiên của mùa giải thắng trước sông Lam nhưng không giữ được 3 điểm để thua lại tương đối sớm và vấp phải một cái lối chơi có thể nói là rất là nhiệt huyết của cầu thủ trẻ sông Lam thì nó cũng nó cũng thấy nó đặt ra vấn đề rằng là là Việt Tên sẽ cần phải, phải 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 gọi là sắc bén hơn nữa phải thực sự là chủ động hơn nữa trong cái cách chơi của mình thì mới mới giữ được cái thế chủ động và cái yếu tố mà dùng sức trẻ dùng cái lối chơi có quyết liệt và chơi chơi gọi là pressing ấy, thì thanh hóa hoàn toàn có thể làm lại kể cả trên sân hàng đẫy điều này nó sẽ nó sẽ là một cái dấu hỏi và tôi tôi cảm thấy có những cái khó khăn nhất định cho việt nam trong cái trận đấu ở vòng 2 này thắng trận trước ấy, mọi chuyện nó rất dễ và thắng không thắng trận trước ấy, thì trận này nó cũng sẽ ảnh hưởng ổn định nhưng ở chiều ngược lại chúng ta thấy là đông á thanh hóa cũng không thắng ở trận đấu đầu tiên trên sân nhà của họ trước hồ lĩnh hà tĩnh ờ uh, hồng lĩnh hà tĩnh thì thực ra thanh hóa năm ngoái thắng thế nhưng vấn đề đây là trận đấu đầu tiên của mùa giải và hình như ấy, trong lịch sử ấy, là thanh hóa đâu đó khoảng 4 năm mùa giải liên tiếp nên không thắng được bất cứ một trận đấu nào trên sân nhà ở đầu mùa cả <laughs> uh, không thắng được thì trận vừa rồi thế là lại còn bị rượt đuổi thế nên cái tâm thế của hai đội uh, bước vào vòng 2 mà cùng là đội những đội chưa thắng mà trong một cái, cái một cái khát vọng rất là cao như thế thì nó, tôi nghĩ là trận đấu sẽ hay nhưng mà phần thắng thì có thể là nó chưa chắc nó đã rơi về đội nào. Tôi nghi rằng là khả năng trận đấu tới là hòa, năng hòa tiếp. Thế còn Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp qua Hà Nội đương vô địch Anh Huy sao? Trận đấu này tôi cho rằng là khả năng hòa cũng cao. À, tôi nhận thấy là vòng đầu tiên của VLIC thì các đội bóng mạnh là chưa thật sự vào form à, có những cái bắt nhịp chưa tốt. Trong đó các đội yếu thì lại rất là biết thân biết phận. Bởi thế có nhiều cái trận mà đội mạnh bị cơ điểm ở vòng 1 à, Hoàng Anh Gia Lai thì tôi vẫn cho rằng là là họ sẽ kiểm soát được tình hình. À, Câu lạc Hà Nội thì có thể đá tốt hơn trận đấu với cả Bình Định à, vừa rồi, nhưng mà hòa Pleiku cũng là hợp lý. À, vừa nói về bóng vàng mới nãy thì tôi cũng cho rằng Tuấn Anh ấy, năm nay cũng là cầu thủ đá ừ. tốt đấy. Ừ. Hoàng Anh Gia Lai có nhiều thay đổi, nhưng mà cả một mùa giải Tuấn Anh chơi hay, lên đội tuyển cũng tốt và lúc này thì anh ấy như là một trong những người hiếm hoi còn lại của cái lứa học viện ấy. đấy. Đấy đây cũng là một năm tốt, yếu tố đúng, 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 đúng không? yếu tố. Khánh Hòa với Nam Định. Nam Định thì có đã có cái trận thắng đúng vào giây cuối cùng rồi, đúng không? Mà khiến cho trận đấy là Quảng Nam. đội Quảng Nam mà cảm thắng thấy Hàng. rất là ấm mức và là cái thời thời gian bù giờ nó hết rồi, sao mà không thổi đi? 90 chín cộng 11 Tôi nghĩ tôi có cảm giác rằng là không kéo năm nay Nam Định được đầu tư nhiều đến như thế, có khi lại gặp khó khăn đấy. Mà gặp khó khăn có khi lại đến từ những đội bóng mà được đánh giá thấp hơn. Quảng Nam trận đấu vừa rồi là đá chết bỏ luôn. Chúng ta nhìn cách chơi của họ chúng ta chúng ta nghĩ rằng là uh, nếu như cái 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 tình huống va đấy mà nó không nó không biến thành bàn thắng ấy, thì có rất có thể có khi Quảng Nam lại có được một điểm cầm về và đấy là một thành công của họ nhưng nó cũng chỉ ra những vấn đề mà mà Vũ Hồng Việt có thể phải đối mặt ấy là được đầu tư nhiều như thế nhưng áp lực nó không hẳn không hẳn là nhẹ em chút nào. Thành ra là bây giờ có được một mùa giải mà để cho các cổ động viên họ cảm thấy sung sướng và họ quay trở lại thì không phải là điều đơn giản cho nên và ngoài ra có một cái xu hướng là các đội bóng có vẻ như đang chạy rốt đà họ chưa thực sự là họ chưa thực sự là hoàn thì chỉnh đương mới vòng 1 mà cho nên ừ. khả năng tôi 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 đoán khả năng vòng đấu này lại hòa tiếp ừ. lại hòa tiếp và và nam định vẫn vẫn có rất nhiều vấn đề lớn cần phải xử lý nhưng họ có thể thăng hoa khi gặp những đội bóng lớn vâng thế còn mùa trước là mùa trước là nam định thắng thành phố hồ chí minh cũng bằng một quả phạt đền ở cuối trận và nó cũng mở ra cả một cái mùa giải nó rất là là vất vả Ừ. mặc dù là lực lượng không tệ lượng về giờ rất là tốt ấy. Ừ. nhưng mà thế thì bên ngoài là bóng đá à, có nghĩa là con người cũng chưa phải là vấn đề giải quyết được hết nó còn phải có cả một cái hệ thống nữa vòng này thì uh, có chuyện đa bi xứ nghệ hà tĩnh sẽ gặp uh, sông lam hà tĩnh là không có ngại sông lam trong mấy mùa giải gần đây đâu nhé họ đá rất uh, là song phẳng luôn đội bóng của, của nguyễn thành công ấy thì luôn luôn được tổ chức rất là tốt uh, ngoại binh được sử dụng một cách hợp lý các cầu thủ của họ như là như anh hôm vừa rồi là anh um, cựu cầu thủ của sông Lam anh gì nhỉ? Quốc vượng à, không không thành không? Công. Uh, anh ghi hai bàn cơ anh uh, Nam. Uh, Quang Nam Quang Nam Quang Nam Quang Nam anh chân trái ấy. rất hay đấy ghi anh ghi hai bàn tốt đấy ở đấy và đấy là một những cái tín động rất là vui Tại vì tôi nghĩ rằng là với những cái tín động như thế nhá cánh cửa đội tuyển là mở Quang là một, đấy. Ừ. bởi vì có một cái chi tiết mà chúng ta nên lưu ý là tại sao ông chu ông ấy sẵn sàng làm và ông sẵn sàng mở ra cho những người như vậy vì quang nam là một cầu thủ có khả năng đè tì đè và cái tầm vóc nó tốt tiền đạo nhạy, bà, nhạy, kè, nhạy bén ghi bàn là đương nhiên rồi nhưng mà tầm vóc tốt thì nó rất có lợi trong cái việc tranh chấp thi đấu quốc tế Nói ra là những cái tín hiệu rất là tích cực ở những cái chuyện như vậy còn thành công đến đâu thì chúng ta cũng còn phải chờ nữa vì nó còn phải phù hợp với công <laughs> vừa nhưng đó là những tín hiệu rất tốt và ở trận đấu tới đây thì tôi nghĩ rằng là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì tối thiểu cũng sẽ phải có điểm thôi, bởi vì nói gì nói Sông Lam rất cố gắng, đội bóng bây giờ đang được dẫn dắt bởi gọi là Phan như thuật ấy, thì đã rất cố gắng vì trẻ nhiều thay gần hết rồi, nhưng trẻ thì nó vẫn có những cái non của trẻ. nên là, là kinh nghiệm của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể phát huy được, tối thiểu là có điểm là một trận hòa. Nhưng mà tôi nghĩ là mọi tôi chuyện nghĩ là Hà Tĩnh sẽ thắng đấy. Đúng, tôi, tôi hà cũng hà cũng cảm giác hà hà rằng hà. là là Sông Lam sẽ có những cái khó khăn lớn hơn. Tôi cũng cho rằng Hà Tĩnh sẽ thắng. Sông Lam hôm vừa rồi, rồi đá với Theo là tung một sân năm cầu thủ dưới 23 tuổi nhưng mà trong lòng đội hà tĩnh là có những người rất hiểu sông lam có thành công có quốc vượng thành ra là nếu mà tận dụng trẻ thì hà tĩnh người ta sẽ biết cách để giành ba điểm này. còn bình định bình dương sao anh bình định bình dương bình định trận vừa rồi là chơi rất tốt rất chơi tốt, chơi tốt, hòa, chơi tốt công an và vâng. một điều à, tôi nghĩ rằng bình định có thể thắng khi trở về quy nhơn à, vẫn thấy được một đề... cái thói quen cũng tốt của họ chứ nhỉ thực ra lực lượng năm ngoái thì không tốt lắm nhỉ năm ừ. ngoái của đoạn đầu là không là bình định đá quy nhơn là toàn toàn không toàn mất thua. Mất điểm mất điểm bây giờ thì không còn có những cái hào nhoáng nữa rồi paris saint germain việt nam là cũng không còn cái cái kiểu như vậy nữa nhưng mà tôi lại thấy một sự căn cơ hơn bùi đoàn quang huy lên làm thay đức thắng là một người con của quy nhơn và tôi thấy đội đá ổn định vẫn duy trì được nét tốt của đức thắng và đồng thời là có cái sự căn cơ hơn trong bối cảnh bình dương vẫn đang 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 có những cái thay đổi rồi là đang tìm tòi thì tôi chọn Bình Định cửa thắng là cao. bây giờ mới đây mới là trận đấu đầu tiên của Bình Dương. đúng rồi. Đúng rồi. họ nghỉ. ừ. thế còn Quảng Nam, với cả Thành phố Hồ Chí Minh. À. Ừ. Thành, phố Hồ Chí Minh. À. thành phố Hồ Chí Minh tín hiệu tốt đấy. Thành phố Hồ Chí Minh như hôm vừa rồi là thắng Thanh Hóa. thắng Thanh Hòa. Thanh Hóa. hai bàn. Ừ. Ừ. nhưng mà anh từ từ chúng ta để ý đến, đến 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 Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu với anh Vũ Tiến Thành thôi. chủ yếu với anh Vũ Tiến Thành thôi. bóng đá phía Nam trong giai đoạn gần đây rõ ràng là, là 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 xuống. và nếu như không có những ý kiến của anh Vũ Tiến Thành có khi chúng ta không để ý lắm thì tôi đoạn đầu tôi có nói đến chuyện anh ấy nói đến chuyện cái xe va ấy tôi nghĩ chắc chắn là là vpf họ sẽ có những điều chỉnh để cho ở trong nam đầu tiên có va đã còn quay trở lại với cả thành phố hồ chí minh thì uh, mùa trước họ khởi đầu là thua thua liền xỉu luôn nhưng ở trận đấu vừa rồi thì họ đã chơi tốt và họ đã đã thắng uh, trận này đá trên sân quảng nam tôi nghĩ uh, thành phố hồ chí minh có điểm thậm chí thắng họ ừ. đã có được cái đà từ cái trận đấu từ cái trận đấu trước rồi họ sẽ tiếp tục chơi tốt ở trận đấu này được rồi. Còn uh, trận Hà Nội với Hải Phòng, Hải Phòng thì trong uh, cả chục trận gần đây đá với Hà Nội thì thắng được đâu một lần này đúng không? Ừ. Một lần này. Còn đâu Hà Nội toàn uh, chiếm ưu thế hết. Tôi cho rằng lần này Hà Nội cũng chiếm ưu thế. Hai đội đều vừa trở về từ Cúp Châu Á. Hà Nội rất cần một chiến thắng để mà uh, sau những chuyện gần đây uh, họ đá tức là chuẩn bị kỹ đấy nhưng mà đá không tốt rồi là phải thay huấn luyện viên và đây mới là trận mở màn của hà nội đúng không? đúng rồi ừ. uh, hôm bây giờ họ phải hành quân xa hướng sang bên trung quốc thì tôi cho hà nội sẽ giành 3 điểm hàng đấy mặc dù hải phòng cũng sẽ cũng như thường lệ vẫn sẽ tạo được những cái hay cả sôi động trên khán đài và, và hay không những hình như sân. là cái trận này hình như là khán giả hải phòng có được uh, vào sân không nhỉ cái trận nào mà mà hải phòng mà bị uh, sẽ bị bị tôi nhớ có cái lệnh uh, phạt đấy nhỉ hình như trận này đấy hình như có trận này đấy tôi tôi cho cái... rằng là có hay không có thì ừ. hải phòng người ta vẫn đang có một cái nếp đấy và và sẽ đá tốt ở ở hàng đấy, đấy đấy và 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 nhưng mà hà nội vẫn thắng Được, rồi cảm ơn anh rồi, thưa quý vị và đó là những nhận định của bình luận viên bình luận viên chúng ta ở vòng 2 của v-league chúng ta kết thúc phần thứ nhất ở đây và chúng ta đến với bóng đá châu âu uh, manchester tít uh, sau những cái uh, cái gọi là nốt trầm thì có vẻ như là trong mấy trận gần đây thì họ đã tìm thấy được khá nhiều nốt thăng à, về mặt kết quả ít dài mà kết quả là nó rõ ràng là có ừ. các trận thắng là liên tục liên tục ba trận thắng liên tục rồi nhỉ Harry Magai chúng ta cứ rất nhiều khán giả mà u chê <laughs> suốt nhưng mà đang là anh hùng trong cái, chuỗi gần đây và cái và chính anh cũng nói rằng là, là sự có mặt của tôi đang đang tạo ra một cái tỷ lệ thắng một cách điên rồ tức <laughs> là bây giờ 17 trận có mặt ở ờ, cái mùa này thì à, cầu của, của của năm nay thì anh ấy thắng 16 nói có tháng sách mấy có trứng luôn đấy Onana <laughs> cũng bị chê gửi vừa rồi cũng là anh hùng cứu được à. quả phạt đêm <laughs> anh huy cũng phấn khởi chứ <laughs> ba trận thắng liên tục trận vừa rồi ở giải ngoại anh thắng được Sheffield thì cũng đã là hai trận thắng liền đầu tiên từ đầu mùa rồi, rồi đến trận đấu vừa rồi với Copenhagen là ba trận thắng liền thì tôi cho rằng là trước mắt với MU cứ kết quả tốt là ghi à. nhận đã và có thể từ kết quả thì mọi chuyện nó sẽ tốt lên cầu thủ sẽ có niềm tin hơn, rồi là cũng có một chút duy tâm là đúng cái đợt mà Sir Bobby Charlton qua đời, Hình như ông có cái gì đó phù ừ, hợp cho đội bóng. Ừ. Bởi vì nói thì nói Bobby Charlton là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Anh đấy, một người mà giành được cả chức vô địch thế giới, cả bóng vàng, cả cúp xe một châu Âu, không có ai vượt qua được. đúng ý. rồi ông Sir là... Bobby Charlton đâu? Thành ra là ông ấy qua đời tạo ra những cái xúc động to lớn và và nhiều cái hào hùng, nhiều cái bồi hồi nó trở lại cũng phần nào đó giúp cho cầu thủ quyết tâm hơn. thì tôi cho rằng con là đường là... Champions League của Man United thì bây giờ họ đang đứng tạm đứng thứ ba. Đúng không? Đứng thứ ba và lượt về là họ sẽ đá lại với Copenhagen và cái trận đấy tôi nghĩ là trận quan trọng nếu mà không giành được 3 điểm thì sẽ thất thế. Đấy thì nhưng mà cũng từ cái lịch như vậy chúng ta thấy là cái cửa để mà mà đi tiếp là vẫn sáng. Mặc dù hai trận đầu tiên đều thua. nếu như Galatasaray thua tiếp một trận nữa trước Munich và MU lại thắng tiếp Copenhagen thì họ vượt qua đấy. Thì tôi mới nói rằng là họ cái trận đấy rất là cái, có cái tính then chốt rất lớn à. là chính việc là có lấy được điểm ở ở ở Copenhagen không? À. Lấy được 3 điểm không? Chứ còn một trận hòa là không đủ thì um, kết quả tốt mà U gần đây thì ngoài yếu tố mà tôi vừa nói nó cũng đến từ cái việc mà tôi nghĩ rằng là Ten Hag cũng đã biết người với tạ hơn tức là mùa trước bắt đầu tốt rồi sang đến mùa này thì ông ấy kiểu như là ông ấy cứ nghĩ rằng là mình có thể trở thành một cái 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 thế hệ huấn luyện viên tiếp theo mà mà kế tục club với góc điêu la tức là cũng nghĩ đến những cái rất là ghê gớm nhưng lực lượng con người không cho phép thế gần đây thì có vẻ như là mọi chuyện nó căn cơ hơn Uh, casimiro không đá được thì có amrabat trả về vị trí tiền vệ giữa thì mọi chuyện nó cũng nhịp nhàng hơn rồi cầu thủ cũng quyết tâm hơn sắp đặt các vị trí nó hợp lý hơn ừ. tôi cho rằng là mà thực ra mu gần đây những pha bóng nguy hiểm ấy là xuất phát từ phản công cũng nhiều nó không còn là cái gì đấy đau to búa lớn rằng là mình cứ phải để các đội hình nữa onana cũng tập trung bắt gôn chứ còn không phải là không, cần không đá phải nữa. phát động nữa ừ. thì tức là đúng như đưa phiên nói tức là đầu tiên phải trở về với những giá trị cơ bản của bóng đá phòng ngự ra phòng ngự tấn công ra tấn công thì có vẻ như mọi chuyện ổn hơn vâng và đó là ba trận thắng liên tiếp tuy nhiên anh huy cũng uh, cũng phải hiểu rằng ba trận đó là đối thủ của man united cũng không phải là những đội bóng nó ghê gớm lịch quá thuận lợi không phải bóng ghê gớm nhưng cuối tuần này vào ngày chủ nhật thì đối thủ sẽ rất khác đúng không là một man city man city thì sau hai trận thua nó cũng giống như hai cái tai nạn ấy thì họ đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ và trận brighton họ áp đảo hoàn toàn mặc dù tỷ số thắng chỉ có hai một nhưng mà Áp đảo hôm qua thì họ đã thắng tiếp ở Champions League rồi với một lực lượng vừa phải và và giữ sức đầy đủ cho cái trận derby thành Manchester. ưu thế là sân nhà sẽ thuộc về quỷ đỏ đội Man đỏ nhưng Man xanh thì vẫn ghê gớm như mọi khi. Anh Tùng đánh giá thế nào về trận đấu này? À, nếu mà đặt lên bàn cân vào lúc này thì đương nhiên cái 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 cán cân nó vẫn hơi nghiêng một chút về Man xanh. À, dù sao đi nữa họ vẫn là đội đầu bảng sau đi nữa thì cái hệ thống thi đấu của họ với con người của họ vẫn là nhỉnh hơn. À, tuy nhiên tôi tôi nhìn từ góc độ Man United ấy, thì không phải chỉ là ba trận thắng đâu. Ba trận thắng đương nhiên là một kết quả nó rất là quan trọng, nó là một cái sự gọi là khích lệ về mặt tinh thần, củng cố được cái niềm tin của các cầu thủ MU đến từ những cầu thủ mà chúng ta uh, quan sát rằng họ gặp nhiều vấn đề thì họ đang củng cố lại cái niềm tin rằng họ có thể chơi được. cái đấy là một vấn đề. Nhưng nó bên cạnh cái chuyện đấy thì tôi có cảm giác rằng là Erik ten Hag đã đã nhìn ra được cái cái con đường đi của mình ở trong cái giai đoạn nó 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 khó khăn ấy, thì cần phải biết cách cách để lèo lái đúng nghĩa là phải lèo lái nghĩa không? là phải liệu cơm gấp mắm đúng đấy. rồi chứ nó không phải là bây giờ là đến với MU đến với giải ngoại anh, anh thì ông ông áp đặt một cái triết lý ông áp đặt một cái thứ và phương pháp nào đó để mở ra một cái cuộc cách mạng nào nó ghê gớm cả trước hết là phải ổn định cái tình hình này và trong cái, cái tình hình nó đang dối rắm như thế này thì làm thế nào để nó vượt qua được những cái khó khăn thì cách tiếp cận là phải đá làm sao cho nó gọi là chắc chắn đá cho nó hiệu quả và cái chữ hiệu quả phải đặt lên hàng đầu làm gì thì làm nó phải có điểm làm gì làm nó phải có những trận thắng và nếu như trận đấu tới đây mà ông cũng sẽ tiếp cận như thế thì tôi cho rằng là nó sẽ phù hợp bởi vì chúng ta không thể nhìn thấy mu đá đôi công mà 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 chúng ta tin rằng họ sẽ thắng được man city đội nào bây giờ đá đôi công với man city đều có vấn đề cả nữa là mu vậy thì chơi làm sao cho nó 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 gọi là nó chắc chắn để kiểm soát lại đối thủ giữ được cái trận đấu và đưa trận đấu về cái thế mà mình mong muốn và chờ những cái cơ hội nào đó bởi vì MU nếu như trong rất nhiều năm qua và thực tế kể cả về thời điểm này ấy, xây dựng một phương án đá phòng ngự nó vẫn có cơ sở hơn họ vẫn có những con người để đá đá phòng ngự đá đá phản phòng phản công và nếu như mà đưa được vào cài vào một cái thế nào đó thì tôi tin rằng là trận đấu này nó cũng không phải đến mức độ quá tệ cho MU có nghĩa là họ có thể vẫn có điểm còn đặt ra mục tiêu thắng ai chẳng muốn, nhưng vấn đề là không khó. nhưng mà thực ra thì uh, trên sân nhà thì Man cũng Man United cũng không có ngại uh, Man sẽ xanh lắm đâu. Thi trận uh, đầu đi mùa trước thôi. Ừ, uh, mùa trước thì uh, chúng ta có thấy này Man City là uh, họ rất là kinh khủng trong những cái 9 vòng đấu đầu tiên. Tôi nhớ là năm ngoái thì họ là 9 vòng đấu đầu tiên họ đã gặp hai đội big six và họ đều thắng. Là Tottenham và Man United, trong đó có để bẹp Man United 6-3. ngay Old Trafford năm nay năm nay thì uh, man city có vẻ như là kém hơn họ đã thua đến hai trận rồi và họ mới chỉ gặp một đối thủ trong nhóm Big xích là arsenal nhưng lại thua đúng không lại thua tức là đã có một cái gì đấy nó thay đổi uh, rõ ràng là họ và hà lan cũng nói thế cũng bế tắc hơn uh, nói thế thôi chứ duy trì được cái động lực của một đội bóng mà bách chiến bách thắng nó không dễ sau 3 năm liền vô địch rồi đoạt cúp c một cú ăn ba ngày năm ngoái thì duy trì động lực là không dễ Tuy nhiên thì họ vẫn là một cái, cái, cái đội bóng mà tôi vẫn cho rằng là họ vẫn là đội bóng mạnh nhất nước Anh bây giờ. Thì, thì, thì việc mà giành chiến thắng trước họ là không, không không đơn giản. Còn quá sớm để nói rằng là đây là một cái đế chế nó đang trên đà suy sụp. Nhưng rõ ràng là mùa này chúng ta không nhìn thấy những sự những sự đầu tư những sự đầu tư mang tính chất lượng như những mùa giải trước mùa giải trước chúng ta nhìn thấy Erling Haaland có mặt là tạo ra một sự thay đổi cực kỳ lớn luôn. Mùa này vai trò của Erling Haaland vẫn lớn nhưng anh không còn xuất hiện thường xuyên trên bảng điện nữa mà vai trò của anh đã được san sẻ cho rất tất cả những nhiều những người khác và ảnh hưởng trong lối chơi của Kevin De Bruyne là không thể thay thế được. Ngoài ra ấy, sự vắng mặt, sự ra đi của Gundogan nói gì nói, nó ảnh hưởng lớn đến cái trục dọc của của Man City chứ. Nhiều người nói rằng là Gundogan là đã hoàn thành hết tất cả những gì mà anh ấy đem lại cho Man City rồi, không cần anh nữa nhưng rõ ràng chúng ta nhìn thấy khi mà chỉ cần Rodri vắng mặt thôi không có một người nào đó có thể lót tốt như Gundogan một người có thể hoạt động cách cần của đấy thì tự nhiên Man City trở nên rất dễ bị tổn nhưng thương nhưng, nhưng nhưng bây giờ Rodri đã có mặt trở lại bình thường và đừng nhưng quên, quên dựa, Hà Lan cũng Hà Lan tuyến giữa đây vẫn chưa ổn lắm đâu Hà Hà ngoài lại cũng không đã ổn nổi súng đều đạn trở lại thì hôm đêm qua là họ ông cũng làm hai quả hai quả, hai quả. Ừ. À, nhìn chung là hai quả. nếu mà muốn tìm kiếm một cái gì đấy nó nó gọi là hoàn thiện ấy. thì nhìn ở Man City nó vẫn dễ hơn bởi vì họ đâu đó họ xuống họ xuống họ xuống đâu đó khoảng bảy năm thôi chứ không phải họ xuống đến dưới 7 điểm đâu. Đúng 7,5 đấy mà cái 7,5 của họ nó quay trở lại 8 điểm 8 nó dễ lắm. Nên là là chúng ta nói thật là chúng ta đặt họ ở đâu thì cũng mà giờ cũng phải đặt ở vị thế vị thế nó nó trang trọng và và cao hơn <laughs> những đội còn <laughs> lại thật sự mà chứ nói là ấy. quá thăng hoa một trước rồi thì đầu mùa này họ được phép có những lơi lỏng như vậy nó có giãn một chút đặc đó. biệt là sắp tới còn có một mục tiêu mà chưa bao giờ có được đấy là giải vô địch thế giới các câu lạc bộ đúng ừ, không họ chưa có bao giờ đấy là sân chơi mà có thể đây là một khoảng trùng và giải đấu đấy họ phải đá thật tốt ờ, như thế là họ chỉ phải đá hai trận thôi đúng không? Vào cái là bán, bán kết, kết luôn và chung kết. kết. Hai trận đấy thật là tốt để có thêm một cái danh hiệu để đời. Họ chưa bao giờ được giành mà, được. Mà có một cái vấn đề của Man City ở Guardiola trong rất nhiều năm qua, nhất nhất là từ cái mùa năm ngoái. Ấy, thì chúng ta nhận thấy rằng là khi nào mà ông cứ thừa nhận đội đang có vấn đề ấy, là sau cái thừa nhận thì ừ, là đó, đó, quay đó, trở lại. Tháng một, một loạt. <laughs> là đó, quay trở lại. Năm ngoái ông bảo đấy, tôi đội tôi chẳng quan tâm gì Premier League đâu. Chả quan tâm gì cả. Tóm lại chúng ta nói đi nói lại thì tôi thấy là có rất nhiều lý do để ông man sai công chút tất cả những gì mọi người đang hoài nghi với ông MU đấy thành ra là ten các biết đúng. thân biết phận mà đá đá cửa dưới nhưng như nhà mà lượt về sân sân mùa nhà. trước đã thắng rồi cho nên là eric ten Hag là có cái lý do để tự tin thực, thực ra, ra mong manh như mu thì sân nhà sân khách nhiều khi cũng chẳng khác gì nhau thực ra thì là cái, cái cái lần đối đầu này thì tất nhiên tỷ lệ và như cả chục năm qua đúng không dăm 7 năm qua thì là Man city nhỉnh hơn nhưng mu không phải không có trận thắng chỉ có điều rằng là vấn đề sân ừ. khách sân nhà nó không quá quan trọng nữa rồi cái cái tinh thần thì nó vẫn còn nhưng mà đây cũng là nơi mà thua rất là nhiều Không, tôi, tôi ừ. đang nói dở, tức là Man Xanh sẵn sàng gọi là chút tất cả những gì người ta đang nghi ngờ vào MU Thì MU, nhưng mà MU vẫn có cửa để giành điểm nếu mà có một cách đá hợp lý Và tôi nghĩ rằng là Maguire đang đá tốt như vậy thì tại sao không coi anh, anh là nền sẽ tảng phát. anh, sẽ phát. anh là nền tảng trong cách chơi thiên về phòng ngự Đấy, nói vậy chứ Maguire nếu mà chú tâm phòng ngự Trước đây Maguire bị bị toang là bởi vì Ten Hag cứ thích dâng cao Thì anh bộc lộ ra khả năng xoay thì... sở và chơi chân vụng đấy là điều Bây giờ, rất đúng đúng chính chính xác bởi vì, vì thực chất ấy là các ai mà ở trong cái giai đoạn nó khó khăn đấy mà lại toàn xoay vào ông ấy để người ta tấn công ông ấy mà lại không có hỗ trợ thì <laughs> đương rồi. nhiên là nó nó bộc lộ ra những cái sai sót thôi đúng còn đúng khi anh ấy tự tin lại rồi và cái hệ thống ấy cái 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 cái, cái khoảng cách đấy cái cách chơi tổ chức phòng ngự đấy nó có khoảng cách tốt nó có hỗ trợ tốt ông onana ông bớt những cái thứ mà nó dườm già nó nó, nó, nó gọi là thiếu chuẩn đi thì mọi chuyện nó ở cái tâm kiểm soát 15 phút 30 phút 45 phút không thua hiệp hai chờ một quả phản công biết đâu để ăn trước một quả thì sao thì là tôi nghĩ rằng là bóng đá mà nhất là đá để mà phá lối chơi ấy, thì dù sao vẫn dễ hơn và và, và và ông cái cái mà tôi cảm nhận như tôi đã nói ở trên rồi là Eric đang phải nhìn đến chỗ là bây giờ không phải là đặt ra một cái triết lý gì cả, không phải đưa ra một cái phương pháp gì mang tính khoa kê ghê gớm cả, hãy trở lại một cái thứ bình thường thôi, nó đơn giản hơn nhưng mà biết đâu đây nó vẫn là có con đường để giải quyết được cái tình huống thời điểm hiện tại. Nó là vấn đề của trận đấu chứ không phải là vấn đề của cả chiến dịch. Ngay à. cả hàng tấn công ở đây MU là ghi bàn không tốt nhưng mà đá với man xanh thì cứ chờ thời cơ một quả phất dài lên cho ừ, ông đá được chẳng hạn có khoảng trống là ông ấy rất nhiều lần ghi bàn kiểu đấy rồi chứ còn để dâng cao thì phát phớt đá rất là cứng và cảm giác như đâm đồ vào tường ấy nhưng mà, mà tôi nói là mấy, mấy, cái, mấy, anh mấy anh cái anh bạn Anthony với ấy mấy cái anh bạn đấy là giai đoạn này ấy là cũng đừng có coi đừng có thường nhá cái vớ vớ vẩn vẩn mà mấy ông ấy thả vào mà ông ấy làm là, là ừ, được một hai quả là cũng hay đấy ở giữa sân là cái ông amrabat mà bây giờ mà tin tưởng ông ấy đá hạt chỗ đấy biết đâu đi ông cũng, cũng cầy là cũng, cũng có cái, cái lý của nó Ừ, tất nhiên trận đá bi nó không thể đơn giản được rồi nó không thể làm trận đấu cứ uh, lúc nào cũng là một chiều giống như là 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 cái cái trận năm ngoái được ừ, thì, tôi cũng nhớ là cái thời xuân sa làm là, là ông xuân sa cũng không có ngại lắm với man city đâu có lúc là tỷ lệ thắng nhiều như hơn phép mà thế nhưng là cái chuyện đấy là cũng hoàn toàn có thể xảy ra quay trở lại và ten hag năm ngoái cũng đã thắng rồi đúng không à, thắng, thắng được về còn, rồi thì có cái cái cái, cái niềm tin đấy thì nó sẽ để chúng ta một trận đá bi nó hấp dẫn À, và cuối tuần này thì không chỉ có ở nước Anh còn một trận bi, không phải một trận bi một trận kinh điển ở Tây Ban Nha. Barcelona sẽ gặp Real Madrid. À, nó cái sức nóng của nó thực ra nó không còn à, à, đỉnh cao như cái hồi Messi, Ronaldo đúng không? Cái đấy chuyện chúng ta sẽ hiểu thôi. Nhưng dù sao nó vẫn là trận siêu kinh điển, nó vẫn là trận đầu mong chờ. Tuy nhiên về phía Barcelona thì à, một là năm nay thì họ đang phải rời xa Nou Camp vì Nou Camp đang sửa. Họ đá sân Munich lực lượng thì chấn thương tương đối nhiều. Ừ. Lewandowski nghỉ này, đúng không? Koundé nghỉ này. Rafinha, uh, Rafinha nghỉ này. Pedri nghỉ dài này. Gavi thì uh, nghỉ vì bên trước bị thẻ đỏ mất tuần tới chắc quay lại được. Nhưng đổi lại thì Xavi đang tung vào rất, rất nhiều những cái cầu thủ trẻ mà tôi cho rất hay. Hôm qua có xem trận mà thấy Fermin Lopez cực hay luôn. 20 tuổi. 20 tuổi Là tốt. Rồi, trước đây nó có anh chàng 17 tuổi, Lamina Yaman, Yaman thì đang rất Yaman, hay Yaman, và, là... và tất nhiên còn mới có 16 Gu Yu thì Giu 17. 17 tuổi, <laughs> Gu Yu 17 thì hôm qua được vào mấy phút cuối nhưng không làm được gì Nhưng, nhưng mà tôi tháng. nói thật là cái đấy thì nó nó phản ánh một cái bức tranh rất rõ rằng là cái lò La Masia vẫn đang làm việc cực kỳ hiệu quả Đúng rồi Chỉ có điều tôi nói thật là nếu mà sử dụng cầu thủ ừ. trẻ một cách nó hơi lạm phát như thế ừ. Thì uh, thứ nhất là cái chất lượng chung ấy chưa chắc nó đã phải là tốt và thứ hai ấy, là có những cái nguy cơ về và ví dụ như là trường hợp của ở... là là... phá ti là... là như thế là khó rồi cũng đấy bây giờ đội tuyển đương nhiên đương nhiên đi, đi, rồi rồi đi, đi lên đó. sang sang anh chơi rồi rồi Pedri dùng nhiều quá trình thương nhiều quá nhiên. nên lái bây giờ chấn thương là dài hạn ở đây nó ở đây nó có rất nhiều những cái yếu tố bởi vì là trong cái quá trình phát triển của một một cầu thủ nó có quá trình phát triển không phải chỉ về một trình độ mà nó còn cả vấn đề thể chất thì cái độ tuổi 17-18 đấy mà lên sớm mà không được giữ không được gọi là uh, gọi là bồi dưỡng một cách và thật sự là đầy đủ cài vào đá một cái hợp lý và chưa kể là họ nói thế thôi họ có những cái tài năng đấy nhưng cái tài năng đấy nó đã phải cái tầm xuất chúng như kiểu Pele với cả Messi chưa thì bởi vì thế giới bóng đá thế giới Maradona với cả Pele với Messi thì những người mới là 17 18 tuổi đã thực sự là tỏa sáng lớn và, và họ đi cả một cái một cái sự nghiệp của mình là thực sự là rực rỡ lừng lẫy nhưng mà nhìn nhìn bên cạnh ấy có phải ai được như thế đâu có những người là 17, 18 tuổi phải là được coi là thần đồng nhưng mà rồi sau đó là chả biết cái thần đồng ở đâu thế nên ra là barcelona hình như bây giờ đang có dấu hiệu lạm phát quá dùng không, hơi nhiều cũng, quá vấn đề đây là giải pháp tình thế thôi bởi vì anh ấy bây giờ bị các cầu thủ chính bị chấn thương hết rồi ở đâu nữa nên là phải dùng các cầu thủ trẻ như thế chỉ à, có cái là dùng cái tần suất thế nào để người ta cũng đúng rồi giới. cái đấy thì cái đấy thì phải cân nhắc lại một chút ừ. thôi chứ còn bây giờ mà, mà kinh tui... điển bây giờ cũng trong tay làm gì có ai nữa không phải dùng mà hy vọng mà, ví dụ một tiền vệ rất quan trọng của họ là De Jong thì lại bị chấn thương mà không biết là cái cuối tuần này cũng có quay trở lại được không? Không không, 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 lại, không, kịp, không kịp, kịp không kịp nữa. Thế thì cực kỳ khó. Không có người. Và à. nếu mà chúng ta so sánh chúng ta Real Madrid cũng là một đội đội hình trẻ nhưng cái đội hình trẻ của Real Madrid ừ. nó rất khác với cả. Dạng, Dạng, dạy. Dạy. Tính tính ổn định nó lớn hơn nhiều à. chứ. Đó, cho nên là cho nên là nếu mà chúng ta ngày xưa chúng ta có Ronaldo với Messi chúng ta để chúng ta nhìn, còn lại tất cả những người còn lại là gọi là Messi cộng 10, Ronaldo cộng 10 còn bây giờ là một câu chuyện về những cầu thủ trẻ. <laughs> nhưng rõ ràng tôi nói rằng là những cầu thủ trẻ của Real Madrid khác. Chúng ta nhìn Bellingham xem cũng cái tuổi đấy nhưng bây giờ anh đã là một ngôi sao lớn rồi chúng ta nhìn Vinicius xem chúng ta nhìn Rodrigo xem đấy, ta đấy, ta là, nhìn những thủ, xem, đấy là những cầu Vinga thủ đấy là cầu thủ chỉ tuổi trẻ thôi à. đúng rồi. Chứ, chứ đâu còn là... là nghề nghiệp đâu có trẻ nữa Cho nên là với... ở đây là thực ra là để so sánh với các những người gọi là thần đồng của Barcelona những thần đồng đấy chúng ta ừ. nhìn thấy tức là chúng ta nhìn thấy họ bừng lên họ lóe sáng trong một khoảng thời gian và rồi sau đó chúng ta nhìn thấy họ họ đi xuống theo cái 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 sự rất là nguy hiểm Fati thì như thế Pedri thì như thế vậy thì những người đang được ca ngợi như thế kia thì nhiều khi phải đến thấy lo chứ. Còn Real Madrid thì không hẳn là như thế, bởi vì những cầu thủ của Real Madrid là họ dù còn trẻ như vậy nhưng họ đã khẳng định được mình rồi. Và là đưa vui. từ nơi khác về. Và không còn là hiện tượng đấy chứ. Tức là đã đã chứng tỏ được mình ở nơi khác, thậm Đúng. chí đã là tuyển thủ rồi. Đúng rồi. Thì họ mới đưa về với, Real... với bóng đá thế giới thì thực chất là tuổi khoảng 20 mươi người ta không còn coi là trẻ nữa bởi à, vì là lúc đấy là người ta đã tích lũy tương đối đầy đủ rồi và người ta đã bắt đầu đưa vào sử dụng rồi. Đưa vào sử dụng nếu như lên đội 1 đá, lên đội 1 của các đội uh, tại uh, giải ngoại hạng giải La Liga, Bundesliga chẳng hạn ấy, thì có nghĩa là, là 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 cầu thủ đạt tiêu chuẩn rồi. Thế còn ở độ tuổi 17, 18 là cái độ tuổi mà họ sẽ cố gắng hoàn thiện hoàn thiện để mà gọi là tích lũy đầy đủ nhất để mà có cái sự chuẩn bị cho cái độ độ tuổi 20 còn đá 20 là 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 ổn lắm rồi. Ngày hôm qua thì Barcelona còn 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 đáng có một nỗi lo ngại nữa đó là Joao Felix lại có tập tễnh ra sân. Thế nhưng không biết là rồi cũng kịp hồi phục không hay là chấn thương có nặng không, có phải nghỉ không hay là kịp hồi phục để để ít ra ngồi trên băng ghế dự bị trận El Clasico. Và cái El Clasico tôi nhớ là mùa này nó rất thuận lợi cho khán giả chúng ta nên đá hành 28 tháng 10 và hình như 21 giờ 15 giờ đẹp lắm à, đúng không giờ cực đẹp cho mấy khán mấy năm nay là thỉnh thoảng lại à, rất đẹp đấy. luôn giờ cực đẹp luôn chúng ta xem hiểu là cái đội ngũ y tế của Barcelona có vấn đề gì về bị cắt giảm bớt <laughs> kinh phí không chấn thương nhiều thế không không tôi nghĩ là giảm nhiều cái cả câu lạc bộ đấy còn còn nợ lương nợ liếc cơ mà thứ nhất là nó cũng cái chuyện là bình thường cái chuyện là bình thường đấy. còn còn Real Madrid thì tôi chưa lúc nào tôi đánh giá là đội đội này nó đi xuống cả đâu bản chất nó cũng không xuống đâu năm ngoái có thể không vô địch nhưng mà lực lượng tức là khoảng à, khoảng hơn hai chục năm nay đúng không? Ừ, tức là, giai đoạn, cứ tức là giai đoạn khoảng chín mươi bảy chín mươi tám khi bắt đầu họ có được chức vô địch cúp xe một châu sau rất nhiều năm ấy thì từ kể từ đó đến nay thì họ đã duy trì được một cái độ ổn định rất là cao kể cả là Lorenzo San làm chủ tịch hay là Perez hay là ai khác thì cơ bản nó cũng duy trì được một cái nhịp rất là hay và kiểm soát được và đặc biệt tôi nói thật là cái nhìn cái đội ngũ tuyển trạch của real thực sự là bái phục nha. cho dù là ai nhé ừ. đã có những lúc là vandano đúng không có có cả cái giai đoạn mà miatobic Mi, Mi cũng đã làm đúng không nhưng quan trọng như là thỉnh thoảng họ lại tìm đâu ra được một cái anh bạn nam mỹ nào đó ừ. à, 20 tuổi cái vào là đá là, là, là ổn sắc luôn. sau đó là cài mùa mùa một mùa sau mùa trước mùa sau cái là là đã rất ổn thành mà. siêu sao cái, rồi thời, cái thời cái thời mà casemiro ấy Chúng ta có để ý ai để ý Casemiro nhưng hóa ra Casemiro đá ở Real là tính ra 11 năm mà từng đấy cái danh hiệu. Rồi. Với nhìn rộng ra nếu mà nói chủ tịch vĩ đại chắc là ông Perez chứ còn ai. Perez là vĩ đại. Trước ông Perez là Berlusconi nhưng mà cũng là thời xa xưa và nếu mà nói danh hiệu, nếu nói danh hiệu không bằng Perez được. Perez Perez là là chủ tịch mà có nhiều vĩ đại nhất của bóng đá hiện đại. Mà danh giá nhất luôn chắc chắn. chúng ta dự đoán nha. Bây giờ Arsenal Manchester United tôi đoán Arsenal thắng 3 không nói chung với anh tung luôn nhỉ dự đoán làm gì nữa, nữa thắng rồi đúng không tôi dự đoán thắng hai ừ. không khó đây nói thì thôi mỗi <laughs> trận mỗi tuần thì nhưng mà tuần trước rõ ràng là cái dấu cái 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 ảnh hưởng của FIFA đây nó rõ ừ. Odegaard không đá được đúng rồi. Đấy, nhưng mà thôi thì đấy là cái chuyện mà nó nó là cái lên xuống bình thường của một mùa giải. Bây giờ là là, là lúc cần phải trở lại rồi. Arsenal thắng 2-0. Tôi cũng đoán 2-0. Arsenal là lâu lắm mới có chiến thắng ở Champions League nhỉ đúng rồi. Thì đấy thì bao nhiêu lâu mới quay trở lại và trận vừa rồi mới thắng. thắng. Trận đầu tiên là trận đầu tiên thắng chứ? À tức là trận đầu tiên thắng trận thứ sau hai là thua Len. Ờ thua Len. Thua Lăng, thua Lăng đúng rồi, đúng rồi, Tức là đã trở lại mạch chiến thắng rồi, trở lại mạch thắng rồi. Thắng sân nhà hay sao? Hôm qua thì thắng sân khách. Trận đầu tiên thắng Euven. Ờ Euven đúng rồi. Thắng đâu 3 4 1 chứ mà đúng rồi. Liverpool với Nottingham Forest, Liverpool cũng cái trận đấu với Everton vừa rồi, trận derby, đồng chúng ta thấy rõ là cái 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 hậu quả của vực FIFA đây. Các cầu thủ trần nặng lắm, mặc dù thắng hay không thật nhưng mà cái tính thuyết phục rất là thấp. và cũng may mắn là 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 anh cái anh Kurate không bị thẻ vàng thứ hai, chứ không lẽ ra anh cũng xứng đáng bị thẻ vàng thứ hai lúc ấy còn 10 người mà đang hòa không đều thì chưa biết thế nào. Everton người ta máu lắm. Nhưng bây giờ tôi nghĩ là họ họ hôm nay họ đá siêu Europa, Europa League nhà sẽ dùng cái đội hình nó đội ừ, hình hai. Uh, mềm mềm thôi. Và trở lại với uh, Premier League thì họ sẽ đá với Nottingham, tôi đoán 3-1. Chúng mình hình vũ luôn. Tôi đoán là tháng 3 không. Ừ. Tôi đoán 3-1. Uh, tôi đoán là uh, 3-1 cho Liverpool. Rồi. Ừ. Manchester United và Manchester City. Tôi đoán là 0-1. City sẽ thắng. Tôi thì lại đoán là Man Man uh, Man đỏ có rất nhiều lý do để mà tin tưởng có thể có điểm nhưng mà chiến thắng thì chưa chắc đã đến đâu thôi hòa một đều đi mọi người sẽ Để, dễ, 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 đoán hòa. Mọi người <laughs> dễ đoán hòa tôi cũng đoán hòa một đều tôi cũng đoán hòa một đều ừ. ở pháp thì brest với paris saint germain tôi nghĩ là không ba paris sẽ thắng paris, vẫn paris đang hay dạo này nó đang quen với cái tỷ số 3 quả đấy ừ. đúng rồi thắng nhiều trận với tỷ số 3 quả lắm rồi tôi đoán paris saint germain thắng ba thắng ba một và họ vẫn chưa ở trên đỉnh đúng không họ đang đứng thứ ba chưa lên đỉnh bằng xếp hạng tôi đoán psg thắng hai không Tôi đoán 2-0. Bayern Munich với Darmstadt, tôi nghĩ là thắng hẳn 4-0 đi, Tôi đoán chỉ 3-0 thôi. Kên là ghi bàn. À tôi đoán 2-0 cho Munich thôi. Kên là vai trò cực kỳ quan trọng. Hôm rồi đá với với cả uh, Galatasaray là là cuối một cực kỳ khó khăn luôn. Galatasaray cuối một là áp đảo, Nhưng mà hiệp 2 Kên ghi bàn là coi như trận đấu khác xoay sang một hướng khác. Ừ. À. Tôi cũng nghĩ là uh, Bayern Munich thắng 4-0 cái tín hiệu này là tín hiệu cho thấy rằng là đội tuyển Anh đang 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 hoàn thiện đúng rồi. những cái đó, chi tiết để hướng ừ. tới Euro bởi vì đúng là bây giờ họ cần phải có một cái danh hiệu để để khẳng định được cái sức mạnh của một cái nền bóng đá một nền bóng đá như thế ừ. lực lượng cầu thủ quá hay thế thôi ừ. bây giờ tất nhiên là nó là ai cũng sẽ nói là vấn đề huấn luyện viên nhưng mà huấn luyện viên gì thì huấn luyện viên những cầu thủ trên sân nó phải là thực sự là là, 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 là gọi là bản lĩnh ừ. thì kên này rồi rút Bellingham cũng về như, như những người đang ở ngoại ngành thì tôi nghĩ rằng là năm tới thì họ thực sự sẽ ở một cái chất lượng rất là khác ừ. hợp ý nhá À, vẫn ở Đức này, Leverkusen với Freiburg tôi nghĩ là Leverkusen thắng 3-1 rồi, tôi nghĩ là cái mùa giải này nó cũng sẽ là mùa giải cuối cùng của ông của ông Alonso ở Leverkusen. Dễ nhờ ông phải. hay thế rồi thì, thì ông không ở đây được chắc chắn là, là sẽ có người đi là... sẽ đi đến chỗ nào đấy thôi. sang Real Madrid chắc Real Madrid Hay Ancelotti Ancelotti vấn đề quan trọng là Ancelotti đi, 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 thì đã có cái phương án thay chưa đó nếu như mà thay thì thay bằng ai thì chắc là Chị Ancelotti thay... thì đi rồi đúng không chắc chắn là sáng 6 sang Brazil rồi thì bây giờ không như mà nói thì tôi câu chuyện khai. của của Real nó cũng cũng không đơn giản đâu đấy thì đúng bởi vì là bây giờ nói nặng... thôi chứ bây giờ anh Xabi anh ấy là gì anh là cựu cầu thủ của Real, cựu cầu thủ của Liverpool. Tức là trong dòng máu của anh là có có gen thì thắng có gen của những cái ông đấy ừ. thì việc mà ông ấy đến với cả real hoặc là liverpool là điều mà hình như là chẳng có cái tôi đọc ở đâu đấy thấy rằng là với ba đội là một là bayern munich hai là real madrid và ba là liverpool nó không không xếp theo đúng thứ tự đấy đâu mà là có ba đội đấy thì chabio Alonso mà đến là một có trường. có có thì sẽ không phải đền bù gì đúng cả. Đúng rồi, tức Nói là trong, là trong cái, cái điều kiện điều khoản hợp trong đồng cái điều khiển cá nhân của anh ấy, ừ, thì anh ấy là ký với ba cái ông mà à. đã từng gắn bó với anh ấy trong lịch sử thi ừ. đấu ấy. Ừ. Nếu như mà mời anh ấy đi trong cái giai đoạn tiếp theo ừ. mà, mà mời anh thì đi không phải đền bù gì thì hết. thôi khỏi đền. Ừ. Đấy là ký ừ. hợp đồng đã tính Thực ra lê 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 rất khôn nhỉ. lúc mà ký cái điều khoản này cũng nghĩ là Không ký chứ đúng không? Không nghĩ là hay thế đâu. Rồi thế bây giờ sang ý này, Juve với cả Verona, Juve vừa rồi đã có một trận thắng đáng kích lệ trước Milan đúng rồi một um, trận đấu mà 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 cũng rất là khó khăn sút một quả gần như là duy nhất trong trận ừ, đấu và, và vào luôn và họ sẽ làm việc ấy lặp lại với Verona một không tôi đoán hai đá chỉ được một quả đấy. tôi, tôi nghĩ là Juve đang hay đấy. đấy tôi cũng đoán 1-0 rồi anh Vũ đấy ừ. Inter Milan và AS Roma đáng tiếc trận này thì Roma lại không có sự chỉ đạo của Mourinho nhiều người đang nói rằng là ông ấy cố tình ông ăn quả đỏ vừa rồi để không phải để không ông phải đến San Siro. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng là 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 ông ấy lại có thể làm cái điều ông ông như thế ông ấy, đâu. Năm ngoái năm kia thì vẫn dẫn Roma vẫn đến đá rồi mà. Hai trận liên đánh đánh tiếp ông. không không gặp Inter rồi. Ừ. Tức là người ta nói rằng là đây là có đồ gì đó à. của của Mourinho nhưng trên thực tế thì uh, không có lý do gì để Mourinho vắng mặt theo kiểu đó cả. Bởi vì hiện tại bản thân Roma cũng mặc dù tức là đội hình khá lủng củng lối chơi không không có gì ổn cả nhưng mà họ lại đang có kết quả tốt. Cho nên huấn luyện viên không tự bắn vào chân mình theo cách đó. Nhưng mà đấy, dù sao thì với việc không có Mourinho là mất đi nửa đội hình rồi. Và tôi tin rằng là Inter vẫn Inter sẽ thắng. Nhưng mà không thì, khó một chút nào đâu. Tôi nghĩ là một điểm. Inter rất hay không? nhưng mà Roma sẽ chiến đấu để có được một điểm. À, tôi đoán 2-1 cho Inter Milan. Ừ, tôi đoán là Inter Milan thắng 2-1. Napoli với cả AC Milan. Milan thì rất khó khăn ở Champions League, mệt mỏi quá và vừa thua tại uh, Serie A bây giờ phải hành quân tới Napoli nhưng tôi lại tin tưởng một kết quả hòa cho Milan một đều ở đây tôi cũng dự đoán hòa một đều nhưng thực ra tôi tôi rất lo vì Napoli ờ, có vẻ như đang có tín hiệu trở lại đấy Napoli đã trở lại rồi ừ. ờ, mặc dù không có ông Semen, nhưng Napoli trở lại và đang chiến thắng rồi nhưng Milan thì đúng là có vấn đề thực sự Milan mùa này đá bất cứ một trận đấu lớn nào đều không thắng hai trận đấu lớn ở Serie A đá với Inter thì thua một năm đá với Juve thua không một và và ba trận đấu ở Champions League chưa ghi được bàn thắng nào thì đấy ừ. kể là cũng điều Tôi tôi nghĩ rằng là đấy là đấy là một cuộc khủng hoảng đấy và nếu như thua nốt Napoli thì khủng hoảng nó bắt đầu lan rộng và ừ. cái điều này là điều đáng sợ bởi vì là mùa trước khủng hoảng nó đến ở nửa sau của mùa giải nhưng bây giờ nó đến sớm như thế này thì, thì có, có thể có... nó ảnh hưởng đến đến cái ghế của của Pioli. Với cách nhìn của tôi thì tiền đạo của AC Milan là chưa xứng tầm. Giroud đá đơn điệu, già quá. Một cái hàng tiền vệ hay như thế mà một tiền đạo tiềm, tiềm năng mà đá đa dạng là rất nhiều cơ hội nhưng mà Giroud thì cứ nhát một vào chỉ chơi đầu thôi cái đấy nó cũng cũng hạn chế. Về trận này thì tôi đoán Milan có thể hòa được hai đều với sân Napoli. Ừ. Tôi đoán Napoli thắng 2-1. Còn uh, trận siêu kinh điển Barcelona vs Real Madrid tôi đoán hòa hai đều. Tôi đoán hòa hai đều. Ừ. Tưng bừng ừ. luôn mà tỷ số này là tỷ số mà chúng ta nhiều lần chứng kiến rồi. Ừ. Có khi Bellingham lại ghi bàn nhỉ? Đấy tôi tôi đoán hòa một đều và chúng ta sẽ rất chú ý vào giúp Bellingham. Tôi nghĩ là hòa nghĩ một đều rất này. Tức là cảm giác bây giờ không gì ngăn cản được Đúng Bellingham. Rồi. Thế thì chúng ta chờ El Clasico xem anh thế nào. Đúng rồi, chúng ta chờ xem à, và Clan Classico một giờ rất là đẹp vào lúc 21 giờ 15 ngày thứ bảy. Còn ngày chủ nhật thì chúng ta có trận derby Manchester giữa United và Man xanh Đó là những trận đấu mà tôi tin rằng là không có một người hâm mộ nào trên trái đất này lại bỏ lỡ cả. À, còn bây giờ chương trình chúng tôi xin được kết thúc ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.